Rồi, nè nè nè, canh nè. Muốn thắng. Đứt qua đây, đứt qua đây, đứt qua đây quýnh nè. Nè em xuống luôn nè, em xuống luôn nè. Rồi, cho anh lấy cái lá thôi, gờ luôn đi. Rồi, rồi, rồi. Gờ luôn. Đấy à. Rồi, hay. Để có team này nói thứ mình hay đánh chứ mình đừng đánh lẻ tẻ vậy nữa. Đánh tập nó quen đi. Đang ra nè, đang ra nè, đang ra nè, đang ra nè. Vậy về luôn đi chị, về luôn đi chị. Để bớt không. Trời ơi. Ui, được không chị gái. Trời ơi, cái gì vậy chị gái. Từ mới tập mà. Cái này vô công có thể ra nè, em dòm nè, em đang sau lưng nè. Em cầm rò chị. Ê. Biết đánh hay quá. Chị chắn nghe là mất cái rò rơm á. Chị chắn nghe là mất cái rò rơm á. Đó thấy không? Đánh 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 xin lá trước rồi quýnh luôn. Quýnh cái nữa, quýnh cái nữa, quýnh thường một cái, đúng rồi hay. Team mình ăn mạnh, team mình ăn mạnh. Sena không đờ, Lulu không đờ, lấy được cái chủ mít. Đứng cao lên lấy được cái chủ mít luôn. Lý Sinh Kai đứng cao lên. Đứng cao thôi, kêu đứng cao thôi. Nó thể lèn sau nha, chạy về hướng này được không? Chạy xuống xe nha, xe lên. Hay phát lùa. Gì vậy em? Bắn mặt mà. Em thì có thiêu chứ. Chị lấy bắn được, chị lấy bắn được. Này. Dạ. Quên mất cái gì. Chị nào lên tăng, chị nào lên tăng. Em lên tóm mà sao này em ép mid luôn. Nè 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 mid mid đứng đây đi, mid đứng đây đi, mid đứng đây đi. Canh mở nè. Lulu quá. Rồi, từ lại, từ lại, đừng. Rồi, quýnh con này nè, Rồi, quay ra quýnh thủy nè. Rồi, quýnh chúng kìa. Quýnh silat. Đúng rồi, đó quýnh thủy quýnh như vậy đó. Rồi, lùi đi mình không dí nữa nè. Thôi lỡ rồi, quýnh luôn đi. Ông nè. Ông chạy qua đây nè. Rồi, ăn bro nè. Đi theo. Có, chơi Silas nè, Silas nè. Ok. Anh khỉ nè. Ngán chán đi em. Rồi, khỉ đi rồi. Trúng nè. Nè. Rồi, đi. Về nha. Nhìn xe lép anh em ơi, nhìn xe lép, sẽ đi cùng xe lép nha mọi người. Nhìn AD mình các mọi người. Lép nha. Bắt nó luôn nè. Bị chán nè. Chán thì. Găng lăng nó chết rồi. Xe lép bắn được. Găng lăng nó chết rồi. Chị chơi cũng lâu nhưng mà AD mình chưa tới. Mình nhìn vị trí AD mình cái. Bắt về đi, bắt về canh tele ra lại, nè. Chuẩn bị Silas nó ra đánh nè em. Silas nó cầm đờ rồi. Đây nè. Rồi, quýnh đây, không sao đâu. Rồi, theo luôn, eo qua, đúng rồi, eo qua tới. Ôi cha, trời ơi, eo qua tới đây luôn rồi mà. Được không? Không bắt được em đâu. Tất cả mình luôn á. Đứng cam. Em đang dai nha, Ui nó có tầm nhìn. Tới này em đang qua cover CDF nè. Dồn hết đi chị. Rồi. Đây, thằng biết nè, thằng top nó nè, trên đây nè. Bắt nó được nè. Rồi. Theo đi. Theo luôn á, em theo thẳng luôn á. Theo luôn rồi. Top mình đẩy mid lên. Cứ đẩy còn lại dí nó thôi. Ok. Đẩy lên em. Ê, có thằng ở trên đây nha. Dí lên, dí nó, theo luôn.
nè, quýnh qua gan lăng 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 nè, gan lăng nè, nó ta le lõi nè, nó ta le lõi nè, bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó. Rồi, ok, không sao đó, thằng đâm chín nó chết rồi. Rồi, em đang bọc nha. Ok, em cứ bọc đi em. Em ra, cầm báo em ra. Chết lu lu đi em, chết lu lu đi em. Ờ, lu lu chết rồi nha. Ok, em đang chết rồi đó. Chị lá lũng, em có đồng hồ, có đồng hồ. Rồi, bay đi em. Rồi bây giờ nè, phát ủi lên luôn. Phát ủi lên cho anh. Nó đây nè. Rồi, biết hết rồi. Ủi lên cho anh đi phát, ủi ra đằng sau đi phát. Con như nào thì làm như vậy, chị đứng yên cho em đi. Rồi nè, phát ơi, vòng đi phát. Ở đây rồi, mày thằng ở đây rồi nha. Bây giờ. Ngồi nói quá, tập trung quá. Nó ở đây thì em biết rồi mà chị. Em để em con thằng phát xong cái đã. Mai mốt mình cầm cái bát á, mình chỉ cần nhìn nó thôi là được rồi, còn lại để em lo em con thằng phát cho nó di chuyển cái đã. Đừng có chọt vô em khó con lắm, đừng có la lên. Chui vô, quýnh nào. Rồi, đợi 6 nè, chuẩn bị 6 nè. Ok, biết nó có tele đúng không? Rồi, đu vô. À đây nó có lát, rồi, chị chơi chú đi. Xong rồi. Rồi ok, ở đây mất e không kỳ sức nè, canh đai luôn nè. Đá luôn. Ucha mẹ ơi. Lát rồi. Còn phải lát giờ. Chết đó. Nè, đánh Nami nè, đánh Nami trước nè. Được rồi. Không. Sợ đi chị. Đẩy vô luôn. Đẩy cái lan mía đi. Nó có lát không? Nó có lát luôn. Rồi lát, né rồi. Em đi. Đem. Ô, mai mốt đừng quy nha. Chị tưởng em lướt lên luôn. Tưởng thấy là lướt liền nên chị quy làm chậm. Mai mốt đừng quy. Tại vì quy của Nami rồi nó sẽ bị lộ làm mình dễ. Nó dễ phản xạ lắm, để em làm trước cho. Đừng đứng cam, đánh mid đừng đứng cam. Farm được thì farm, không farm được thì thôi đừng cam. Rồi đó, vô, ừ. Sắp cái rò. Bơi bạn em. Bơi vô. Đúng rồi, giết hết em. Nè, hay. Quy cái, rồi giết hết đi em. Quy. Em. Phải vậy. Rồi. Cho chị. Đứng cạnh em rồi đó. Chờ bọt với mít không lát nha. Vô luôn. Lại, không vô,
rồi, chị hết mắt rồi nha mà. Rồi. Đợi lúc anh giờ, đợi lúc anh giờ. Rồi, bắt về đây. Thái không qua luôn chứ. Thì không có tốc hành, không vượt được. Rồi bất ngờ đụng trụ rồi nè. Rồi em cứ đứng, em cứ đứng, em cứ đứng em nhìn thôi. Đúng rồi, em đứng em nhìn thôi. Em nhìn là bên đó tự động khó chịu à, không cần làm gì hết. Đúng rồi. Không sao hết, không sao hết đó. Trời ơi, nửa lát anh rồi. Úi xin giới. Vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô một file luôn, vô một file luôn. Cứ vô đi, cứ vô đi, cứ vô đi, cứ vô đi, cứ vô đi. Rồi nha. Ôi vậy kìa, vô cứ vô thôi, vô đi. Bò đam vô Lucian, bò đam vô lại chết rồi. Vô chết. Anh ba vậy mai mốt đánh Lucian là phải lên đồ này nha anh ba, lên đồ này mới mạnh nha. Chứ tao mày cũng vô quá là mẹ bờ mình. Chứ là đầu kia yếu lắm nha anh. Kẻ mẹ tao, vô với tao, tao còn chậm nữa mà. Rồi, rồi, mời đi, mời đi. Rồi. Để chậm vậy. Không sao. Thôi em chạy hết cỡ, em đẩy con lính. Ý là cái quay kẹt á, thì em đẩy vô luôn, em đẩy vô luôn thì mới nó mất quay, nó đánh anh là mất quay, hiểu không? Rồi, bắt ok đúng không? Có giao ban, có giao ban. Bình thường. Kéo. Cứ chạy thôi, cứ chạy thẳng thôi. Rồi. Không, chị định kéo, chị thấy lắc rồi, chị định kéo AD ấy chứ. Thì đốt đó. Thì đốt này, chết này không? Thì chịu thì đốt. Rồi nha. Từ từ cho. Rồi luôn đi. Trời. Chậu điên. Ê, gà quen. Rồi, xuống luôn nè. Ê, có gà quen nè. Em xuống luôn đó. Xuống nó được. Gà quên gặp anh đâm nữa cơ mà. Không biết là ở đang đi top hay đang đi rừng nữa. Cái gì mà ở trên top nó chạy hẳn xuống boss luôn vậy trời. Không mà sao, có anh. Qua đây nè, chị 10 giây mới có rồi nha. Giết hai luôn á. Hai quá bà Châu ơi. Không lát. Rồi. Có anh. Có em nè. Rồi anh này có AD luôn, qua bên này có AD luôn. Chị nè, chị làm sao nè, bên này. Chạy trâu, cứ chạy thôi. Cứ vậy thôi. Chạy. Mình có đồng hồ. Cắn đầu. Sao bay chém rồi. Đánh em. Rồi, bà đông luôn, nha. Ra luôn. Đúng rồi, chị phá mắt luôn, chị là người phá. Châu ra đuổi Gia Ban đi, Châu ơi. Quy vô chị, quy em ra đó, quy vô đầu đó không? Giết Gia Ban trước. Rồi, ok. Nó mà cứ đi ngu mình kéo mình dồn được. Nó mỏng lắm. Chị có kéo vậy. Nè, con gờ quen bọc qua nè nha. Rồi, ok, giết này trước luôn. Rồi, đó.
Dưới luôn, dưới luôn. Hồi sắp, hồi sắp, hồi sắp. Quýnh lên luôn, quýnh lên luôn. Nó đang đứng sau lưng mình thôi, nên là mình cứ quýnh thẳng lên luôn, quýnh thẳng nhà luôn đi. Chạy thì thôi, can end, can TP nè, end được luôn nè. Đây nè, sau lưng này, sau lưng này, sau lưng này. Cái nó cái nó. Nó mỏng lắm, nó mỏng lắm. Em ào vô cái em chém nó hai cái rồi nó chết rồi. Chém ba cái rồi chết rồi. Thôi thôi. Từ từ em. Hết ba đông rồi, mình hết ba đông rồi. Đúng rồi, nó hết mana rồi. Rồi, đợi em anh ngồi ơi. Lùi lại nhiệt nè. Có em nè. Có em á. Đang chìm con mắt đó được không? Chìm có tôi không? Chìm không có mắt đó liền rồi. Con tham sao, xe lép chân hết. Ui. Một nồi. Má, bị hẹt lại nồi rồi. Xí xí. Mình không có mắt đây nè, nó đi vô nó núp sẵn rồi. Quay lại là chết. Mấy cái đó là chị gờ ngược lại luôn, để chị nhắc cái gờ của nó. Ôi, ây da. Quýnh luôn anh mồi, anh mồi, anh mồi ơi. Gì vậy trời. Rồi rồi rồi, dí dí luôn, dí luôn. Dí luôn, dí luôn, xe lép dí nó luôn. Anh theo đó, anh theo á. Anh rờ nè. Múa nè, múa, anh chích bi vô đâu. Ờ, cái con, anh chích con, con anh xem đi đây này giống không? Một cái cho. Chờ không có sinh. Chờ không có sinh. Wave goodbye to your city life. Say hello to the desert sky.